Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Chào mừng quý anh chị em và các bạn quay lại với chương trình Thắng ơi. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian ra để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về một cái chủ đề cực kỳ hot, cực kỳ nóng trong giai đoạn sắp tới. Đó chính là Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên. Đối với nhiều người thì cái hội nghị thượng đỉnh này thực sự là nó không có nhiều ý nghĩa, cũng như là không mấy ảnh hưởng tới những cái vấn đề mà anh chị em và các bạn quan tâm. Tuy vậy thì dưới góc nhìn của kinh tế thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hội nghị thượng đỉnh Việt Nam Mỹ Triều Tiên đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong quá trình gọi là làm thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Dưới góc nhìn kinh tế thì chúng ta sẽ thấy được một số cái điểm rất là gọi là hữu ích khi mà Việt Nam tổ chức đăng cai cái hội nghị thượng đỉnh này. Điểm thứ nhất, về góc độ chính trị thì có rất nhiều những các cái yếu tố liên quan đến địa chính trị, liên quan tới những vấn đề gọi là mối quan hệ bang giao, ngoại giao giữa Việt Nam Mỹ, Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Triều Tiên, Việt Nam Hàn Quốc, Việt Nam Nhật Bản. Thì chúng tôi không bàn về vấn đề chính trị, chúng tôi chỉ bàn về vấn đề thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế nó ảnh hưởng như thế nào. Điều thứ nhất, khi mà người Mỹ và người Triều Tiên, hai quốc gia hiện tại đang có rất nhiều những cái mâu thuẫn giữa cái vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như là những vấn đề về phát triển kinh tế của Triều Tiên và những mâu thuẫn trong thời gian gần đây, thì sau cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên tại Singapore vào tháng 6 năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp với những cái lời hứa sẽ phi hóa và trường hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như là những cái cam kết hỗ trợ của người Mỹ đối với Triều Tiên. Thì cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai đang được các quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Triều Tiên, đang tìm kiếm những cái nơi để có thể tổ chức. Thì một trong số những quốc gia đó thì có Việt Nam. Ba quốc gia mà được người Mỹ và người Triều Tiên quan tâm, thứ nhất là có thể sẽ được tổ chức tại Singapore lần thứ hai, hai là Thái Lan và ba là Việt Nam. Do Thái Lan thì đang có cái việc là bầu cử tổng tuyển cử tại Thái Lan trước tháng 3 năm 2019. Do đó thì việc tổ chức lại ở Singapore thì có thể là sẽ cũng không được ưu tiên, và điểm ưu tiên tốt nhất có thể sẽ là Việt Nam. Và họ đang cân nhắc là sẽ tổ chức ở Đà Nẵng, ở chỗ cái khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng mà trước đây đã tổ chức cái hội nghị APEC, hay là tổ chức tại Hà Nội. Thì giữa cái việc mà người Mỹ và người Triều Tiên chưa thống nhất được cái vị trí là sẽ tổ chức ở đâu, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế có thể được nói là ngày càng được rõ nét hơn sau những cái hội nghị tổ chức cho toàn thế giới, ví dụ như là APEC, ví dụ như là những cái diễn đàn kinh tế mà được Việt Nam đăng cai trong thời gian vừa qua. Thì đây là một trong những hội nghị nó có quan trọng hay không? Nhiều người thì bảo có gì đâu, những cái hội nghị trước thì cũng đã tổ chức rồi, cũng đã đến Việt Nam rồi, cũng đã làm thương hiệu, thế giới cũng biết nhiều về Việt Nam. Không, thưa anh chị em và các bạn, hội nghị thượng đỉnh đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên nó thể hiện được những cái điểm mấu chốt như sau. Điểm thứ nhất, đây là cái hội nghị mà nó thể hiện rằng là những nước liên quan trong cái việc đàm phán phi hóa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên. Đó là 5 nước liên quan trực tiếp nhất tại cái khu vực mà gọi là phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Thì họ tin tưởng vào một cái quốc gia như Việt Nam là một nơi có cái, về mặt kinh tế thì chúng tôi chưa bàn nhiều về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, nhưng về mặt địa chính trị thì Việt Nam được coi là một nước khá là ổn định và có cái sự gọi là đảm bảo về mặt an toàn, được sự tin tưởng của các nước trên thế giới để tổ chức những cái hội nghị mà nó mang cái tầm cỡ. Thì ở đây chúng ta được gì và mất gì?
Đương nhiên cái đầu tiên chúng ta mất đó là mất công, mất sức, mất tiền bạc để có thể huy động sức người, sức của vào cái việc là bảo đảm an toàn cho những cái hội nghị như thế này. Đó là cái mất thứ nhất. Cái mất thứ hai mà chúng ta sẽ mất đó là chúng ta mất thời gian. Mất thời gian bởi vì trước, trong và sau hội nghị thì chúng ta phải tập trung cái gọi là cái nguồn lực về người, nguồn lực về kinh tế, và đặc biệt là những cái vấn đề gọi là chủ chốt của chính phủ sẽ phải quan tâm hơn cho cái việc tập trung tổ chức những cái hội nghị, đăng cai tổ chức những hội nghị như vậy. Những hội nghị như vậy thì những là đó là những cái hội nghị mà nó mang tầm cỡ quốc tế và nó phải cần được đảm bảo an toàn ở mức tuyệt đối. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì cả Triều Tiên và Mỹ đều là những cái quốc gia mà hiện nay thì nó có những cái tiếng vang trên thế giới và có sức ảnh hưởng rất là lớn. Nếu như cứ những cái hội nghị này mà tổ chức tại một quốc gia đăng cai mà có những vấn đề gọi là bất ổn thì nó sẽ mang đến những cái hệ lụy mà có thể nó ảnh hưởng đến cái uy tín của quốc gia. Vì vậy nên chúng ta sẽ huy động toàn lực cho cái câu chuyện này, cả về lực lượng an ninh quốc phòng và rất nhiều các lực lượng để bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái hội nghị diễn ra thành công. Dự kiến là nếu như các quốc gia thống nhất trong cái câu chuyện chọn Việt Nam làm điểm đến thì ngày 27, 28, 29 tháng 2 năm 2019 sẽ tổ chức, và địa điểm thì có thể là sẽ ở Đà Nẵng hoặc có thể là sẽ ở Hà Nội. Và cái câu chuyện thì người Mỹ thì đến Việt Nam rất là nhiều rồi, ông Trump đã đến Việt Nam và tham dự APEC rồi, chỉ còn là ông Kim Jong-un thôi. Thì ông Kim Jong-un thì đang có cái sự lựa chọn là nếu như mà tổ chức ở Hà Nội thì có thể là ông này sẽ bay bằng gọi là máy bay thế hệ cũ phản lực của Triều Tiên đến thẳng Hà Nội, bởi vì là cái quãng đường mà từ Triều Tiên tới Hà Nội thì ngắn hơn bằng nửa quãng đường so với việc từ Triều Tiên đến Singapore trong đợt trước. Mà đến Singapore đợt trước thì người Triều Tiên phải thuê một máy bay gọi là máy bay đảm bảo an toàn của người Trung Quốc để bay về Singapore. Nhưng có thể nếu ở Hà Nội thì ông này sẽ chọn hai con đường. Một là đi máy bay bằng chính máy bay thế hệ cũ của Triều Tiên. Hai nữa là sẽ đi đường sắt, đi qua Trung Quốc và vào Việt Nam qua đường sắt. Thì cái sự tương đồng của đường sắt của Triều Tiên và của Trung Quốc và Việt Nam thì nó có một sự tương đồng khá là ok. Thì Kim Nhật Thành, tức là gọi là cố của ông Kim Jong-un, đã từng đến Việt Nam bằng đường sắt hai lần vào những năm 1960 đến năm 1970, trong giai đoạn đó là đến Việt Nam, thăm Việt Nam trong giai đoạn trước. Thì đó là cái lựa chọn. Còn nếu như mà lựa chọn ở Đà Nẵng thì nhiều khả năng thì người Mỹ muốn chọn ở Đà Nẵng. Có mấy lý do chọn ở Đà Nẵng, đó là khi mà hội nghị APEC của chúng ta thì đảm bảo an toàn về an ninh tại cái khách sạn Intercontinental tại Đà Nẵng của Sun Group ấy, một trong những cái khách sạn 5 sao được xếp hàng top đầu thế giới, đã tổ chức thành công hội nghị APEC ấy. Thì người Mỹ đã đến đây và thấy rằng là ok, ông Trump đã tới đây dự và thấy rất là tuyệt vời. Hơn thế nữa thì ở cái Đà Nẵng thì có thể là một số cái biện pháp an ninh của người Mỹ mà được triển khai, đôi khi thì người Mỹ đi đâu cũng rất là quan tâm đến vấn đề an ninh. Ngoài những cái an ninh liên quan tới đi cùng thì nó sẽ có những cái an ninh liên quan tới việc ví dụ như tàu chiến của Mỹ có thể đậu ở ngoài xa của Biển Đông để có thể hỗ trợ bảo vệ. Thì cái này thì thiên về vấn đề chính trị thì chúng tôi không bàn thêm. Còn một điểm mà rất rất quan trọng mà có thể nó là tiếng vang cho Việt Nam trong suốt năm 2019-2020 đó là gì? Đó là mà cái sự tin tưởng của các nước cộng với việc là các báo chí chính thống trên thế giới sẽ đăng đồng loạt những cái thông tin liên quan tới cái hội nghị này trên các cái tờ báo chính thống chính thức của Mỹ, của Triều Tiên, của Nhật Bản, của Hàn Quốc và rất nhiều các trang báo trên thế giới sẽ đăng về việc cái hội nghị gọi là đăng cai cái hội nghị thượng đỉnh này. Và hơn thế nữa thì gần như là các báo chí này sẽ quảng bá miễn phí cho Việt Nam về du lịch, về đầu tư, về rất nhiều các cái vấn đề về an ninh quốc phòng. Và Việt Nam thì gần như được PR miễn phí, được gọi là được PR miễn phí về mặt thương hiệu quốc gia. Các bạn sẽ thấy rằng là cái việc PR miễn phí thương hiệu quốc gia nó không quan trọng, nó không liên quan đến các bạn. Nhưng mà thực tế anh chị và các bạn thấy ở giữa Thái Lan và Việt Nam, cái việc PR thương hiệu quốc gia của Thái Lan cực kỳ tốt tới mức là số lượng người du lịch tại Thái Lan là 50 triệu, với Việt Nam có 20 triệu thôi. Mặc dù cái tính tương đồng của Việt Nam và cái phong cảnh của Việt Nam không hề kém, nhưng người Thái Lan làm PR thương hiệu quốc gia rất tốt, dẫn đến du lịch rất tốt. Thì người Việt Nam
nhờ vào những cái việc đăng cai những cái hội nghị này, cái được lợi đầu tiên đó là lĩnh vực du lịch ở một đất nước khá là an toàn về mặt chính trị, thì cái việc mà các khách đến du lịch sẽ rất an tâm khi đến Việt Nam. Thứ hai, khi mà các trang báo thế giới nói nhiều về Việt Nam, nói nhiều về con người Việt Nam, nói nhiều về những cái vấn đề của Việt Nam qua cái việc mà chúng ta đăng cai cái hội nghị này, thì ngành du lịch của chúng ta sẽ được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Đó là cái điểm thứ nhất, điểm lợi thứ nhất. Điểm lợi thứ hai, khi mà cái hội nghị này được diễn ra thì những bên liên quan mật thiết gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Triều Tiên là những nước nằm trong cái khu vực mà phi hóa bán đảo Triều Tiên, phi hóa hạt nhân bán đảo Triều Tiên, thì họ cực kỳ quan tâm. Và khi họ theo dõi, dõi theo cái hội nghị thượng đỉnh này thì họ cũng đồng nghĩa với việc dõi theo Việt Nam. Khi họ dõi theo Việt Nam thì đồng nghĩa với câu chuyện là họ sẽ nhìn thấy một Việt Nam tươi đẹp, cũng như là một Việt Nam đang rất là mở cửa, đổi mới, cải cách để có thể đón nhận những cái dòng vốn quốc tế đổ vào Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và điều đó chúng ta đã nhìn thấy rất rõ nét trong năm 2017-18, dòng vốn từ Hàn Quốc đổ vào Việt Nam không hề ít, anh chị em và các bạn. Dòng vốn, một cái dòng vốn nữa mà chúng ta phải quan tâm đó là dòng vốn từ Trung Quốc đại lục. Thì cái việc mà quảng bá thương hiệu như vậy thì cái dòng vốn quốc tế đổ vào Việt Nam qua cái đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp sẽ lớn lên theo cấp số nhân. Vì chúng ta thấy rằng là một vài tỷ đô tới Việt Nam là một cái gì đó nó rất là lớn, nhưng mà với thế giới, với Mỹ, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, với Trung Quốc thì một vài tỷ đô nó chỉ là cái búng móng tay. Do đó khi mà chúng ta PR được cái thương hiệu quốc gia bằng cái việc đăng cai một cái hội nghị mà để cho chúng ta nổi tiếng trên thế giới nhiều hơn, để chúng ta được thế giới biết hơn, đón nhận hơn với một nền văn hóa, một cái nền chính trị cũng như là cái động lực phát triển kinh tế tốt, mạnh mẽ trong những thời gian sắp tới, thì chúng ta sẽ được lợi về mặt kinh tế. Cái điểm này chúng ta chưa có cái thống kê cụ thể về cái câu chuyện là chúng ta lợi những cái gì, lợi như thế nào, nhưng chúng ta sẽ không khó để có thể định hình được rằng là cái thương hiệu quốc gia của chúng ta sẽ được nâng hạng cho trong con mắt của những người trên thế giới, và đặc biệt là của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc, bốn cái quốc gia rất là lớn trên thế giới. Nếu như họ chỉ cần gọi là nới rộng cái hầu bao của mình để đầu tư vào Việt Nam, để chuyển nhà máy về Việt Nam, để đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam, mở rộng cái hầu bao của mình nhiều hơn nữa để mua những công ty ở Việt Nam, để đầu tư vào những cái khu phân xưởng chế tạo ở Việt Nam, thì chúng ta đã thu hút thêm được một cái luồng vốn quốc tế cực kỳ lớn. PR thương hiệu quốc gia, làm thương hiệu quốc gia càng tốt bao nhiêu thì càng được lợi cho quốc gia bấy nhiêu. Và chúng ta sẽ có những con số thống kê trong thời gian sắp tới xem là cái ảnh hưởng của những cái đợt mà đăng cai tổ chức các cái hội nghị thượng đỉnh gọi là WTO, APTA, rồi APEC, rồi bây giờ thì chúng ta đang xin được đăng cai cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Và nếu thành công tốt đẹp mà nếu như mà nó diễn ra theo đúng những cái kế hoạch của Đảng và Nhà nước đang đề ra, cũng như là những hy vọng của người Mỹ và người Triều Tiên được thành công tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có những lợi ích rất là tốt. Cái lợi ích thứ ba mà ít người để ý tới đó chính là cái lợi ích về cái uy tín trong cái công tác tổ chức, trong cái công tác gọi là làm một số các cái vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh. Đây là một trong những cái câu chuyện mà không phải quốc gia nào cũng làm tốt. Tôi lấy ví dụ như Thái Lan, những cái biểu tình, những cái gọi là quân chủ lập hiến, tức là một số các vấn đề liên quan tới chính trị của một số quốc gia trên thế giới, mặc dù là cũng khá là ok, nhưng mà nếu đi du lịch ở Thái Lan, người ta vẫn cảm thấy rất là bất ổn, rất là bất an khi mà có những cái câu chuyện mà biểu tình mà chống chính phủ. Hoặc là bây giờ ở châu Âu có cái phe gọi là áo vàng thì cũng rất là khá là bất ổn. Còn nếu ở Việt Nam thì sao? Sau khi làm được những cái như vậy, sau khi thể hiện với thế giới được cái sự an toàn, sau khi thể hiện được với thế giới về cái câu chuyện là chúng ta khá là an ninh, dân chúng ta khá là hiền hòa, thì có nghĩa là chúng ta đã nâng tầm lên một nấc thang mới cho cái bắt đầu cho những cái câu chuyện mà là sẽ là điểm đến về du lịch, cũng như là điểm đến để tổ chức những cái hội nghị, những cái hội thảo và gọi là những cái quá trình đặt nền móng cho cái câu chuyện thế giới có thể chọn Việt Nam là nơi trung gian để thương thảo các cái hợp đồng kinh tế cũng như là các vấn đề chính trị trên toàn thế giới. Điểm mấu chốt thứ năm
thứ tư thứ năm mà chúng tôi muốn nói tới ở đây đó chính là chúng ta có một cái đường dải bờ biển rất là dài. Chúng ta phát triển du lịch, nếu anh chị nào đã có cái điều kiện đi phượt bằng xe máy từ miền Bắc vào đến miền Nam hoặc từ miền Nam ra tới miền Bắc, anh chị sẽ thấy rằng là dọc bờ biển của Việt Nam rất nhiều những khu vực có thể phát triển du lịch nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời và với cái đẳng cấp 4-5 sao, có thể xây resort ở trên đỉnh núi, trên sườn núi để nhìn thẳng ra biển. Có những khu tuyệt vời luôn, ví dụ như là Amanoi ở Ninh Thuận này. Ví dụ như những cái bãi biển ở Nha Trang này, rồi những bãi biển ở Đà Nẵng tuyệt vời luôn. Thì chúng ta hướng vào cái việc là trước đây người Singapore đã làm tốt cái câu chuyện là nơi trung chuyển vận tải cho khu vực châu Á. Thì chúng ta hoàn toàn có thể nhắc tới cái nơi an toàn về an ninh, nơi mà nghỉ dưỡng và làm những công việc liên quan tới công nghệ thông tin cũng như là dịch vụ tài chính. Nếu như chúng ta định hướng đúng trong hai cái lĩnh vực này thì Việt Nam chúng ta sẽ hướng tới hai cái nhu cầu gọi là phát triển về nguồn nhân lực Việt Nam, người Việt Nam, và có thể nói rằng là cái sức học hỏi và cái sự thông minh của người Việt thì cũng khá là tuyệt vời. Nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện là chúng ta phát triển hai lĩnh vực, đó là lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch. Là điểm đến gọi là thân thiện với những cái khu resort đẳng cấp. Thứ hai là chúng ta phát triển hai cái lĩnh vực mà chỉ cần có những cái điểm du lịch, không cần phải quá tốn những cái vị trí làm việc thì họ đều có thể làm được. Đó chính là phát triển du lịch đi kèm với công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính. Nếu chúng ta đi đúng hướng trong 10-20 năm sắp tới, chúng ta sẽ phát triển thành một cái thung lũng silicon lớn của khu vực châu Á, là phát triển công nghệ thông tin, làm việc tại Việt Nam, nghỉ dưỡng tại Việt Nam, làm việc các việc liên quan đến công nghệ thông tin cũng như là những cái phần việc liên quan tới dịch vụ tài chính. Chúng ta sẽ là nơi kiểm toán cho toàn thế giới, là cái nôi kiểm toán. Rà soát báo cáo tài chính cho toàn thế giới, là cái nôi của các cái dịch vụ về công nghệ thông tin và dịch vụ về tài chính, là nơi là cái đầu gọi là cái đầu mối trung chuyển các cái hàng hóa tài chính trên toàn thế giới. Đó là một cái mà mong muốn là chính phủ nếu như thực sự quan tâm, nếu như thực sự mà để ý tới cái định hướng phát triển thì chúng ta không nên tập trung vào những cái lĩnh vực mà hao tốn quá nhiều về nguồn lực tài nguyên. Hãy tập trung vào khai thác tốt cái chất xám cũng như cái tinh thần hiếu học của người Việt Nam. Phát triển ba lĩnh vực chính, đó là dịch vụ du lịch, đó là dịch vụ công nghệ thông tin, tức là gọi là trung tâm phân xưởng, gọi là gia công phần mềm của thế giới, và dịch vụ tài chính là trung tâm là rà soát báo cáo tài chính, kiểm toán các cái báo cáo trên toàn thế giới, cũng như là làm các cái dịch vụ tài chính trung tâm trung chuyển của các cái lệnh đặt mua bán hàng hóa, hợp đồng giao sao trên toàn thế giới, cũng như là nơi để phát triển và là cái nôi của bảo hiểm. Đó cũng là một cái những cái điểm nốt mà chúng ta sẽ có thể định hướng cho cái việc là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 10 năm, 20 năm sắp tới. Những chia sẻ của chúng tôi, những cái góc nhìn của chúng tôi về việc đăng cai cái hội nghị thượng đỉnh Việt Nam Triều Tiên mong rằng sẽ đem lại những hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên subscribe, like kênh và đăng ký để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.